Về quan điểm xây dựng chương trình, thì chương trình môn tin học đã cụ thể hóa các quan điểm của chương trình tổng thể và chú trọng các yêu cầu sau đây. Thứ nhất là về tính kế thừa và phát triển, thì đã kế thừa được chương trình môn tin học hiện hành và khai thác được chương trình môn tin học phổ thông của các nước tiên tiến. Chương trình môn tin học đã kế thừa và phát triển những ưu điểm cơ bản của chương trình hiện hành là tính hệ thống, tính khoa học, đồng thời là tránh thiên về lý thuyết trong một số nội dung và sự trùng lặp giữa các cấp học gây quá tải. Ví dụ như ở chương trình hiện hành do cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở không phải là môn bắt buộc, nên có một số nội dung như là lập trình sẽ bị lặp lại ở chương trình lớp 8 và lớp 11, hoặc một số nội dung như soạn thảo văn bản, trình chiếu thì cũng bị lặp lại nội dung ở các cấp học. Trong cái bối cảnh nhiều nước coi trọng cái phát triển chương trình giáo dục môn tin học, thì chương trình môn tin học của Việt Nam cũng khai thác, chọn lọc và vận dụng những chương trình môn tin học của các nước tiên tiến trên thế giới như là chương trình của Úc, chương trình của Anh để tiến tới hội nhập, hướng tới cái trình độ quốc tế. Quan điểm xây dựng chương trình thứ hai là tính khoa học, hiện đại và sư phạm. Thì chương trình môn tin học đã chọn lọc các nội dung cơ bản, phổ thông và hiện đại của ba mạch kiến thức là học vấn số hóa phổ thông, công nghệ thông tin truyền thông và khoa học máy tính. Đồng thời là đã có cái sự quan tâm đúng mức tới nội dung về đạo đức, pháp luật, văn hóa và ảnh hưởng của tin học đến xã hội. Cái điều này nó sẽ đảm bảo được cái nguyên lý là vừa dạy chữ, vừa dạy người và hướng tới cái việc là hình thành nên phẩm chất cho người học, coi trọng tính nhân văn trong thời đại, có sự kết nối cao của thế giới thực và thế giới số. Các nguyên tắc sư phạm được đảm bảo khi thiết kế chương trình là đảm bảo tính vừa sức này, phát triển mạch kiến thức vừa theo đường thẳng vừa đồng tâm này, rồi xây dựng hệ thống khái niệm cốt lõi. Có thể thấy một số ví dụ như là với chủ đề soạn thảo văn bản chẳng hạn, thì sẽ có mặt ở lớp 4, lớp 5, lớp 6 và lớp 10 trong cái định hướng của bên tin học ứng dụng. Thế nhưng các cái chủ đề này mặc dù đều là chủ đề soạn thảo văn bản, nhưng các nội dung được nâng cao dần để đảm bảo là các phát triển được cái mạch kiến thức vừa theo đường thẳng lại vừa đồng tâm. Các cái nội dung được chọn lọc và yêu cầu sẽ phù hợp với lứa tuổi. Học sinh tiểu học thì chỉ cần yêu cầu là bước đầu có sử dụng được các cái thiết bị, làm quen. Học sinh trung học cơ sở thì là sử dụng được, và đến học sinh trung học phổ thông thì sẽ phải sử dụng thành thạo. Rồi xen kẽ những nội dung lý thuyết với thực hành, trừu tượng với trực quan. Thời lượng thực hành được yêu cầu ở cấp tiểu học sẽ là khoảng 35%, cấp trung học cơ sở là 40%. Ở cấp trung học phổ thông thì với chuyên đề tin học ứng dụng thì là 50% thực hành và chuyên đề khoa học máy tính là 35%, để đảm bảo cho việc là người học được vận dụng xen kẽ lý thuyết với thực hành, rồi đã tạo ra được cái sản phẩm để thấy được cái tính trực quan sinh động. Các chủ đề lớn thì xuyên suốt các cấp học và yêu cầu cần đạt nâng cao dần, và các cái khái niệm cốt lõi thì được bắt đầu hình thành ở cấp tiểu học và được phát triển hoàn chỉnh dần ở các cấp học cao hơn. Quan điểm xây dựng chương trình thứ ba là tính thiết thực, gồm có hai ý là phục vụ về định hướng nghề nghiệp và thực hiện giáo dục STEM. Với cái định hướng nghề nghiệp thì đây là quan điểm chung của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có rất nhiều ngành nghề và việc làm mới xuất hiện đòi hỏi cái kiến thức và kỹ năng chuyên học chuyên sâu, thì chương trình môn tin học và nhất là chương trình môn tin học của cấp trung học phổ thông đã có cái sự định hướng phân hóa giữa cấp giữa bên chuyên đề tin học ứng dụng để xác lập cho các đối tượng học sinh ở các cái ngành nghề mà có ứng dụng tin học, như là những ngành nghề như kinh tế, làm văn phòng vân vân, và những học sinh mà muốn theo cái ngành nghề chuyên sâu trong tin học thì các em có thể chọn cái định hướng của khoa học máy tính. Với thực hiện giáo dục STEM thì hiện nay định hướng giáo dục STEM đang được triển khai như một hướng đi quan trọng trong giáo dục và đào tạo tại nhiều nước trên thế giới và cả Việt Nam. Môn tin học nó có vai trò trung tâm kết nối các môn học khác nhau, đẩy mạnh giáo dục STEM bởi vì nó có hội đủ tất cả các bốn yếu tố giáo dục STEM là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Và đặc biệt là môn tin học thì sẽ khai thác được ưu thế về tích hợp liên môn. Có rất nhiều các cái môn học khác có thể sử dụng tin học như là công cụ để làm các cái dự án tích hợp liên môn, tạo ra các cái sản phẩm số của cá nhân, của nhóm để thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục hàn lâm và thực tiễn. Quan điểm xây dựng chương trình cuối cùng là tính mở, thể hiện ở nội dung chương trình mở và hình thức giáo dục đa dạng. Cái chương trình môn tin học thì có các cái chủ đề bắt buộc, nhưng đồng thời ở lớp nào cũng sẽ có những chủ đề lựa chọn. Tức là giáo viên, nhà trường, tùy vào đối tượng học sinh, tùy vào cái cơ sở
vật chất, điều kiện thực tế của nhà trường mình có thể chọn những cái chủ đề, một trong những chủ đề lựa chọn đấy. Và các cái chủ đề nội dung thì không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng và phần mềm cụ thể, cũng như là không phân biệt phần mềm học liệu mở hay đóng. Giáo viên hoàn toàn và địa phương hoàn toàn có thể chủ động trong việc lựa chọn sử dụng phiên bản Office nào, rồi là Microsoft hay Open Office vân vân, rồi các cái ngôn ngữ lập trình nào cũng là hoàn toàn mở để cho giáo viên và nhà trường tự lựa chọn. Do cái đặc thù riêng thì chương trình môn tin học thì cần được cập nhật và điều chỉnh theo định kỳ ngắn hạn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhằm đảm bảo cái tính hiện đại và thời sự, đáp ứng cái sự phát triển nhanh của công nghệ kỹ thuật số. Về hình thức giáo dục thì chương trình môn tin học đã cho chọn lọc các chủ đề thiết thực và hấp dẫn, tạo điều kiện cho học sinh học tập và ứng dụng tin học không chỉ trong phạm vi môn tin học mà cả các môn học khác, như đã nói ở cái phần thực hiện giáo dục STEM, và có thể thực hiện được cả trong và ngoài cái khuôn viên trường học, ví dụ như là học ở nhà, học qua mạng máy tính, học trong các cái câu lạc bộ, học trong thực tiễn. Và trên đây là đặc điểm của môn học, môn tin học và những cái quan điểm về xây dựng chương trình. Và tiếp theo thì sẽ trình bày với các thầy cô về mục tiêu của chương trình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.